Xin chào quý bà con Hôm nay nhà vườn Đạt Nhung quay cho quý bà con một cái lô cây vú sữa đường kính gốc 12-13cm Gốc rất là to Và cây thoát thân 2,5m, 3m trở lên 4m, 5m Nói chung là một thân đi thẳng lên Cây rất là ống đẹp và đã lên lọc lá rất nhiều các bác nhé Đây các bác nhìn thấy ở thân mà nó có cái tua 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 Cái chính là cái lọc của nó đấy ạ trên cành tán là ra rất nhiều lộc lá cành non rồi này cây thì đã được dâm ủ ổn định khỏe mạnh rồi về trồng là các bác yên tâm 100% là cây khỏe à, tốt và thoát thân ở đây thì em nói là thoát thân hai mét rưỡi trở lên có cây thoát thân 3m đến 4m đấy ạ Cây này thì vừa ăn quả lại vừa làm cây bóng mát Công trình thì quá là đẹp Đây nhà vườn có một lô Có 50 cây Em ủ sẵn ở trên luống thẳng hàng như thế này rất là khỏe đẹp nhá Bác nào mà lấy cây vú sữa đẹp như thế này Thì inbox ngay cho bên nhà vườn Đạt Nhung ạ Ở đây các bác có thể đến trực tiếp vườn để chọn cây được Mà không cần qua trung gian Đây là toàn bộ vườn cây công trình của bên đơn vị em Mời các bác lên đơn ạ Cảm ơn các bác rất là nhiều